Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xì Chất với hotline tư vấn là 0947 598859. Vậy thì với những quý anh chị ta yêu thích sự bền bỉ, lành tính, muốn tìm một chiếc xe rộng rãi, sang trọng, đẳng cấp và quan trọng nhất là bền lành, thì ngày hôm nay em Việt mang tới cho các bác một mẫu xe vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến từ thương hiệu Toyota. Đó chính là một mẫu Toyota Camry phiên bản LE nhập Mỹ, sản xuất ở năm 2010. Các bác có thể thấy là chiếc Camry LE nhập Mỹ này thì nó có form dáng ngoại hình là hoàn toàn khác biệt so với những chiếc Camry bản Việt hay là Camry bản nhập đài, đúng không ạ? Cái thiết kế của cái bản Mỹ này thì nhìn nó đẹp, nó tinh tế, nó thuôn xe và phải nói là nó không bị lỗi thời theo thời gian. Đến bây giờ chúng ta nhìn cái form dáng của chiếc Camry LE nhập Mỹ này nó vẫn đẳng cấp và vẫn còn rất là chất. Đó. Và khi mới thì chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá lên tới gần 2 tỷ. Có nghĩa là đắt gần gấp đôi so với những chiếc Camry Việt, Camry đài. Nhưng nhiều người vẫn luôn sẵn sàng bỏ tiền ra sở hữu cho mình chiếc Camry Mỹ này. Và nếu những ai đã từng cầm lái nó thì các bác sẽ thấy được cái từ cảm giác lái cũng như là cái khả năng cách âm của chiếc xe này nó vượt trội hơn hẳn. Tất cả tình trạng của chiếc xe Việt đang có thì đều được cam kết cho các bác là còn nguyên zin nguyên bản. Xe là xe không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích, bao chích tét thoải mái. Được chưa ạ? Để chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng, máy số zin các chị nhá. Và giá tiền bây giờ thì chỉ với hơn một chiếc Hyundai i10 có tí tiền thôi là các anh chị ta đã có cho em chiếc sedan hạng D vẫn còn rất chất lượng này. Chi tiết chiếc xe ra sao sau khi sử dụng thì ngay bây giờ xin mời quý anh chị cùng em Việt dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc Camry LE nhập Mỹ màu đen sang trọng đẳng cấp này các chị nhá. Thì đầu tiên thì các bác nhìn với em này, đó là cái phần đầu xe. Thì các bác có thấy là cái thiết kế của chiếc Camry Mỹ thì nhìn nó mượt mà hơn này, tinh tế hơn. Hệ thống đèn pha thì nó mảnh mai hơn so với những chiếc Camry Việt, Camry đài nhá. Và các chị nhìn cho em này. Đấy, xe trang bị bóng đèn bi siêu sáng. Đó, và các chi tiết theo thời gian nhưng mà phải nói là chất lượng của nó còn rất ok. Và những bản xe nhập Mỹ thì bao giờ chúng ta sẽ có cái đèn vàng bên cạnh này. Nó gọi là đèn dành cho người đi bộ. Đấy, cái đèn này đèn bắt buộc nhá. Và các chị nhìn cho em này. Đấy, một chiếc xe không đụng đụng va chạm thì những đường mép của nó này nó phải liền lạc như này. Phía dưới này chúng ta sẽ có đèn gầm. Chi tiết này chủ nhân cua nâng cấp lên chúng ta thành bi cầu thủy tinh siêu sáng rồi. Cái mặt cản ca lăng thì các bác cũng có thể thấy điểm khác biệt, đó là các cái chi tiết uốn lượn hơn và xung quanh là viền chrome tạo điểm nhấn. Đấy, và các chị nhìn cho em những đường mép giữa phần cabo này. Đấy, và mặt cản ca lăng các chị nhìn cho em nhé, nó liền lạc này, nó thẳng tăm tắp đều như kẻ chỉ luôn. Đấy, hệ thống đèn pha bên phía phụ thì đây, các chị có thể quan sát cho em nhé, cũng còn rất là chất lượng. Và phải nói là một cái form dáng thực sự là không chê vào đâu được các bạn. Vâng, theo thời gian nhưng mà đến bây giờ chúng ta nhìn nó vẫn đẹp, vẫn chất. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Camry bản Việt, bản đài cùng đời. Chiếc xe này nó sẽ được trang bị ta với bộ la răng đa chấu kích thước lên tới 16 inch này. 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS cái gì nhá. Con này của em thì nó mới lăn bánh được có khoảng hơn 7 vạn mai thì nó rơi vào khoảng hơn chục vạn km. Không quá nhiều với một chiếc Toyota Camry vì dòng máy đi rất là bền. Các anh chị ta đi con này có chục năm nữa thì cũng không gặp vấn đề gì các bạn. Anh chị nhìn em này. Từ cái đèn xi nhan này, những đường mép cánh cửa nhá, nó rất là liền lạc, nó thẳng tăm tắp đều như cái chỉ từ trên xuống dưới này. Đấy, toàn bộ viền cửa kính đẹp chrome này, tay nắm cửa cũng vậy này. Đấy, và các bác có thể ngắm tổng thể cái ngoại hình của chiếc Camry này giúp em. Các bác có thể thấy là form xe nó thuôn hơn, đúng không ạ? Nhìn nó dài, nó trường xe hơn so với là những cái phiên bản Việt bản đài. Đấy, toàn bộ viền cửa kính là lẹp chrome rồi. Đó, cái form này thì nhìn nó rất là sang. Bây giờ thì chúng ta thể thấy là những chiếc Camry thế hệ mới thì nó cũng có những đường nét thiết kế thừa hưởng từ cái mẫu Camry LE nhập Mỹ này. Đấy, phần đuôi phía sau thì anh chúng ta cũng có thể thấy giúp em nhé, xe được trang bị với đuôi gió này. Ngoài ra thì kể cả phần đèn hậu phía sau thì nó cũng được thiết kế mảnh mai hơn và trang bị bên trong là đèn LED kết hợp với bóng đèn halogen. Đó, các em quay gần này, các bác nhìn xem chất lượng của nó đây. Quá chất luôn. Được chưa ạ? Đấy, và phần đuôi phía sau nhá, bo tròn mềm mại màu đen thì cũng là gần như là màu đẹp nhất của Camry rồi. Nhìn nó sang, nó chất, nó đẳng cấp các bạn. Đây anh chị, em quay anh chị nhìn cho em này. Đấy, các bác thấy này, nó led căng luôn. Không một tì vết nhá. Đó, tổng thể sơn xi bên ngoài của xe thì có thể nói là cũng còn khá ok. Với chiếc xe này anh chị ta về chúng ta cũng không phải làm gì cả. Và bây giờ để giúp anh chị chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng chất lượng chiếc Camry này kỹ hơn nhé, thì em Việt sẽ quay cho bác chúng ta cái phần nội thất trước khi cùng quý anh chị chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ.
Quý anh chị ta có thể thấy là không chỉ có ngoại thất mà kể cả cái phần nội thất bên trong của mẫu Toyota Camry NE này nó cũng khác hoàn toàn so với cả những chiếc Camry Việt Camry Đài. Với dòng xe này thì nó sẽ không có những các cái chi tiết được sơn vân gỗ, nhưng nếu bác nào thích thì chúng ta cũng có thể là sơn để tạo điểm nhấn. Xe được trang bị với vô lăng bọc da 4 chấu, đây là vô lăng zin nhé. Nhưng anh chị nhìn cho em này, từ khóe vô lăng này nó còn led căng như này, những phím bấm theo thời gian đây. Đấy, logo của nó bóng loáng này. Đây, quay anh chị nhìn cho em nhé. Công tơ bét hiện tại thì các anh chị nhìn cho em 7,6 vạn, nhưng tính bằng mai thì các anh chị ta nhân với 1,6 thì nó ra số km. Được chưa ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chủ nhân cũ đã lên chúng ta với một cái màn hình Android rồi. Hệ thống điều hòa thì là chỉnh cơ. Máy đang nổ, nhưng mà thực sự là các anh chị thấy động cơ nó nổ cực kỳ êm luôn. Cần số thì đây nhá, các bạn nhìn cho em củ số của nó này. Đấy, với cái chi tiết chrome ở phía dưới. Đây, nếu cái khu vực này các bác nào thích, chúng ta có thể là sơn cái vân gỗ lên thì nhìn cái nội thất nó sẽ nổi hơn. Có camera hành trình này, phần chân này. Bản này bản full nhé, động cơ máy 2.5 thì được trang bị cửa nắp rồi. Đây ạ, đấy, cửa sổ trời có luôn này các anh chị này. Ghế thì được trang bị với ghế da màu ghi. Cái form ghế nó cũng khác các bạn. Vâng, và riêng ghế lái là ghế rất là chỉnh điện này. Đấy, con này là bản nhập Mỹ và sản xuất của nó là tháng 9 năm 2010 này các anh chị nhìn giúp em này. Đấy. USA nhá. Được chưa ạ? Tem mác đầy đủ hết, không thiếu gì luôn. Tại sao những cái bản Mỹ này người ta lại yêu thích? Thì các bác biết là Mỹ là quốc gia mà có tiêu chuẩn chất lượng khe bậc nhất thế giới. Nên là tại sao một cái sản phẩm mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn chất lượng tại Mỹ thì gần như là tất cả các cái thị trường trên thế giới là nó đều đáp ứng được. Nhưng mà một cái sản phẩm mà đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại Việt Nam hay là Nhật chưa chắc đã có thể là đáp ứng được cái tiêu chuẩn chất lượng để lưu hành tại thị trường Mỹ chị nhá. Đấy, để ngay chúng ta để thấy cái độ khắt khe của cái dòng xe này. Đấy, các bạn nhìn cho em những phím bấm của nó này. Có cân bằng từ chống trơn trượt này. Đây chúng ta có một cái khay để cốc. Các chi tiết cửa gió điều hòa, táp lô táp pi nhá, đẹp long lanh. Phía trên này chúng ta có một cái đồng hồ hiển thị giờ này. Khá ok. Đấy, xe zin nguyên bản, các bạn nhìn cho em này. Không tì vết nhá. Toàn bộ ký là auto. Và các chi tiết các bác phải thấy ra thêm cho thời gian này. Vẫn còn đẹp long lanh luôn. Dòng này nó bền lắm, các bác đi có mà 10 năm nữa thì cũng không gặp vấn đề gì luôn các chị ạ. Đấy, cảm giác lái nó đầm nó chắc, mà không gian nội thất nó rộng. Hàng ghế sau đây, các anh chị nhìn cho em này, rộng mênh mông luôn, tha hồ để đồ các chị nhá. Tha hồ ngồi 3 người. Đấy, trần này rất là sạch đẹp nhá, có cửa trên này chúng ta cũng sẽ có cửa gió điều hòa và đèn này. Đấy, các bác thấy hay không? Đây các chi tiết này, tem mác đầy đủ hết nhá, nguyên zin nguyên bản, là bao chiếc test thoải mái, toàn bộ kính là auto. Để em mở tiếp cho các anh ta cái phần cốp sau của xe đây, thì để các anh chị chúng ta đánh giá luôn được cái tình trạng của xe này. Cốp của nó thì cực kỳ là rộng luôn. Đấy. Mà trong trường hợp cần thiết là các anh chị chúng ta có thể là kéo cái ghế cặp xuống thì chúng ta sẽ có cái không gian nó rộng rãi hơn để các anh chị chúng ta để đồ nhá. Phía dưới này chúng ta sẽ có lốp dự phòng, quan trọng là tôn sắt xi, các anh chị nhìn cho em này. Nó còn xanh lẹt luôn. Đấy, keo chỉ zin hết nhá. Tapi cửa bên này đây, các bác nhìn cho em này. Đấy, rất là ok. Đây ạ, nội thất này, đẹp long lanh luôn. Đấy, tiếp tục quay cho anh ta các chi tiết phía trên này. Đây, các chị nhìn về những ô tôn của nó này. Nó vuông vắn, nó không có những vết gò nắn, đúng không ạ? Vì đây là cái chi tiết tôn mỏng, nếu mà chúng ta có va chạm thì nó sẽ méo mó, sụp sạch, nó sẽ không đẹp như này đâu. Đấy, những phím bấm các bạn nhìn rất là rõ nét, tay nắm cửa mà chrome này. Đấy, tem này hơi rách tí, không sao, đúng không ạ? Nhưng cái chốt khóa các anh chị nhìn này. Nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đó, nguyên zin nguyên bản. Vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của mẫu Camry LE. Xe cũng được trang bị chúng ta với chìa khóa thông minh đề nổ start stop và có tính năng ga tự động cruise control rồi nhá. Đây các anh chị nhìn cho em này. Đấy. Rất ok. Và bây giờ thì em Việt sẽ quay các bác cái khoang động cơ để chúng ta thể thấy độ chất của xe này. Vâng, vậy thì đây là cái khối động cơ máy 2.5 đua VVTi của chiếc Toyota Camry LE nhập Mỹ. Đây, bác nào biết xem xe chị nhìn cái gioăng mặt máy của nó cho em này. Gioăng zin nguyên bản của xe nhá, vẫn còn nguyên này. Đấy, từ cái vách cam của nó này. Máy em đang đề nổ, nhưng các bác thấy tiếng động cơ nổ thì cực kỳ êm, đúng không ạ? Đấy, cái chi tiết phần đầu răng đây, các bác có thể thấy là từ cái mã số của nó này. Đấy, ốc cabo ở đây nhá. Đó, cũng không một tì vết. Được chưa ạ? Để anh chị ta có thể thấy là chất lượng của xe này nó rất là ok. Từ cái ụ giảm sóc, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, ốc cabo nhá. Đấy, từ cái nỉ cái gâm này, từ những chi tiết chrome mà các bác thấy nó vẫn còn mới tinh luôn. Đấy. Như này thì các chị đã cảm thấy là chất lượng của chiếc Toyota Camry LE nhập Mỹ 2010 này ok chưa ạ? Vậy thì ngày hôm nay với một cái mức giá chỉ có 495 triệu
Đấy, hơn chiếc i10 tí tiền thôi, còn rẻ hơn cả Vios. Nhưng ngay chúng ta đã có thể là sở hữu cho em một chiếc sedan hạng D vẫn còn rất chất lượng, bản nhập Mỹ. Anh chị nào yêu mến quan tâm tới chiếc xe này thì xin mời các bác chúng ta trực tiếp liên hệ cho em Việt nhé. Theo số hotline là 0947598859 để em hỗ trợ và tư vấn cho các bác chúng ta cụ thể về các thủ tục mua bán sang tên đối chủ với mẫu xe này. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bác trong những lần giới thiệu xe tiếp theo của kênh YouTube Việt Xe Chất.